JD, you want a bite? Say nice chicken. Say chicken. Sandwich. Sassy. Say please. Please. Say I love you. Sandwich mà bà thầy nói thành xa xì luôn rồi, đúng rồi đó, được á. Ngon không? Nữa không? Nữa không? What would you like to come up here? Lady, you want some fries? You want some fries? Come here. Oh. Say. Từ từ. Say French fries. Say French fries. Giỏi quá ta ơi, con nói mẹ. Nói đi mẹ. Phải tập bà đó chứ không bà không nói luôn á. Nói mẹ. Ăn không? She wants a French fry, but not that much. JD, ăn không? JD, you want... Ăn khoai tây chiên không? Con nói mẹ. Mẹ. Cho. Cho. Con. Con ả mẹ đi. Khoanh tay lại đàng hoàng, khoanh tay lại. Đúng rồi, cúi người xuống, đúng rồi. Giỏi quá rồi, ăn ăn. Say ketchup. Say ketchup. Ketchup. Good job. Sorry, good. Oh, it's on your toe. Rồi, dính kìa. Ketchup dính chân kìa. Try it. Try the ketchup. Lick it. Thôi, con đứng lại, lại chỗ đó kiếm miếng im im đứng luôn. You want another bite of the chicken? Well, hold on. Con nói chicken. Say chicken. Achi. Achi. Wow. Trời ơi. Ăn xong vui quá nhảy luôn. Nào nào. Đó, đó. Chơi vậy đâu được. Chơi vậy nào đâu được con. Cái banh đâu lại banh thải vô cái kiếm cái banh coi. Cái banh màu hồng kìa. Màu hồng đằng kia kìa. Kìa cái banh màu hồng đằng kia kìa. Kìa lại lấy cái banh, lại thải bỏ vô rổ. Hey, JD, want some soda? Want some Coca-Cola? No, she's gonna play with the ball. JD. Trời ở đó thải lá kỳ, trời lá kỳ nằm ở đâu thấy nó đâu chứ. Thôi được không? Chơi vậy đó đi lại chọc ghẹo người ta. Người ta đang bình yên đi lại chọc ghẹo người ta. Cái con này cũng khoái lận khiển khọt chặt ghẹo ta lắm. Good job. Chứ không phải giỡn đâu nha. Khoái khọt khiều khiều móc móc rồi cái giỡn cực cực á. Kiếm gì á? Lại thải banh vô kìa. Đó. Đỏ. Jade, here. Vô Lý Thường Kiệt. Đó. À trời trời đừng có đánh nó kỳ coi con. Đừng có đánh nó kỳ. You want another bite? Can you say please? Say please. Okay. Trời ơi thôi. Whoa, vậy thôi. The chicken too. Cái... Want another bite? À, khỏi chứ nấu ăn nấu nướng gì hết, cứ hàng ngày chạy ra mua cho cái bánh hamburger ăn rồi xong. Hả chị cô chú thấy tay chị mẹ chạy tóc hai mái cho chị không? Rồi leo lên ngựa, cởi ngựa đi con, leo lên ngựa cởi đi con. Đó, thấy không? Cởi nè, cởi như tên bắn nè. 1, 2, 3 go. Trời ơi, cởi ngựa đây hả? Anh ơi! Tôi làm gì tôi cũng không hiểu đang làm gì luôn. Trời ơi, cởi dữ ta. Cởi mạnh bạo dữ ta. Quay mặt coi cho mẹ coi với cô chú coi được không? Cái gì? Đây nè. Coi coi coi. Cởi ngựa thì lo cởi ngựa. Cởi ngựa đây. Nhanh lên, cởi ngựa đi học đi. Mốt mày mua cho con ngựa đi học nha. Chơi mình chơi khác bạn luôn. Bạn đi xe hơi là chuyện bình thường rồi bạn ơi. Xưa rồi Diễm ơi, bây giờ mình đi học là mình phải đi bằng ngựa. Nó mới có cái phong cách. Mẹ nói gì mẹ nói chơi không bao giờ đi. Nói gì nói đi.
Trời ơi dữ chưa. À, cái bình trà đó rồi, cái bình trà đó rồi, mở bình trà ra nhảy bả rồi, bữa giờ là hết ít nhảy rồi. Lại lên, bình trà đâu? À, trời ơi, bình trà đâu, đường trà trước mặt kìa. Ngọc, Ngọc không, thật sự Ngọc không thấy bình trà luôn á. Ừ, rồi đó, bình trà đó, mở lên nhạc lên nhảy đi con. Mở nhạc lên nhảy, turn on the music. And then dance, chị đi. Thật sự là nãy Ngọc không thấy bình trà luôn. Papa, look at, look at, papa. Wow, good job. Rồi mở búp bê lên, mở búp bê lên hát luôn. Mở búp bê lên cho búp bê hát, chay biết hát bài của búp bê luôn cô chú. No, you got it closer. Daddy made it in. Daddy's been practicing at the park. Good job, JD. Rồi, thử thử mẹ thải coi trúng không nha. Khoan để mẹ phải dùng cái tay phải của mẹ. Đứng lên chay, chay coi nè, coi mẹ thử mày thải vô nha. 1 2 không vô. Chịu thua. Thôi chui chổng kiếm chi. Chay, chay. Move. Ra cho ba thải banh kìa chay kìa. Move. Ready? Okay. 1 2 3 go. Too heavy. Yeah, too heavy. Giờ làm gì á? Giờ kiếm được cái vỏ. Oh, now she's got a purse. Giờ là bò gom đồ vô vỏ rồi. Lên đây chi. Baby, are you done with your food? I am done with my food. Then clean it up. Có ăn không? Ăn phanh phai không? Ăn phanh phai chấm cái chấp luôn. Ngồi ăn đi, ngồi xuống. She didn't like it when I gave it to her. Ketchup already on. Cho Lucky ăn rồi là con không ăn nữa chưa? Lấy cọng khác ăn. Lấy khác ăn đi. Con đồ, con với Lucky ăn riêng nhau, con không có được ăn chung với Lucky, hiểu không? Xích đu. Xích đu. So tomorrow morning is going to be great for fishing. Because it just rained. Mm-hmm. We can go out now, but the boat's probably soaked. Không, 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 nó kỳ không ăn. Rồi, baby, can you clean up your food, please? Rồi, xuống. Are you sure everybody is done? Yeah, everybody is done. Okay. Chơi, đi ra ngoài chơi không? Đi không? Mang dép vô. Lấy dép mang vô. Lấy dép mang vô. Dép đâu? Dép con nào? Shoes, go get your shoe. Dép ba chảnh hả? She's gonna go outside? Yeah. Nè, mang dép vô nè. Mang dép này đi. Đây, đây nè, đây nè, có rồi, có rồi. Có rồi, xuống, xuống. Xuống Diễm ơi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống ghế, ngồi xuống ghế. Rồi, mang dép vô cho... Okay. Công chúa bò cạp đi. You ready to go outside? Here. Nhúc tóc rồi là mình. Fix your hair first, okay? Let's fix your hair. Come on, sit down. Sit down. Trước khi mình ra girl. Ngoài là mình phải put chỉnh tề like chứ this. Con. Okay. Đó, trước khi mình ra ngoài là mình phải chỉnh tề. Your hair's a little wet. Mình phải làm cho nó đẹp lên mình mới ra ngoài được chứ. Oops. Rồi, đưa chân lên ba bỏ vô. Đúng left rồi. Foot. Left one, yeah. Chân đó là phải mang cái đây, cái chiếc giày đó. Right foot. Right foot. Good job. Rồi xong rồi con nói thank you daddy. Say thank you. Can you say thank you? Hey, look up at me. Look up at me and say thank you. Thank you. Okay. Look you, rồi. Sure. Từ 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 để mẹ mang dép mẹ vô. Con mang rồi mẹ phải mang chứ. Rồi. Mở cửa cho công chúa bò cạp. Đi, 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 đi bò cạp, đi. Nó còn đu nữa, đi còn chưa chịu mà đu nữa. Đi bò cạp ơi. No, baby, we should have covered the sand. Now yeah. It's mud. Now it's mud. No, 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 don't touch it. It's gonna make you just dirty. Yeah, mới tắm xong nó, đừng nữa đi con. Đừng có chạy. Làm gì vậy? Bứt cỏ làm chi vậy? Hả? Hả? Bứt cỏ làm chi vậy? Hay cỏ có ướt không ạ? Be careful.
careful. It's a little wet out. You could slip and fall. Gì con? Ừ, nước á, nước á. Đừng có lại đó nha chưa. Yeah, you see the puddle? Thôi, đừng ra tạm chi. Oh, hey, be careful. Trượt á. Từ từ thôi. Yêu gì mà yêu. Nó nhìn xuống. Đừng chạy chay ơi, chay. Trượt chay ơi. Ui, khổ lắm chay ạ. Trời ơi, khổ lắm chay ơi. Con đừng có chạy giùm mẹ được không? Hả? Yêu đâu? Cá đâu chị? Mẹ coi cá đâu? Cá dưới hả? Đừng ướt. Để mẹ nắm tay con nè. Rồi, bắt cá không? Bắt cá đi. Daddy gonna help you. Cá. Daddy gonna help you to catch the fish. Okay? Ê, cá kìa. Thấy không? Cá đâu? Đâu rồi? Mất tiêu rồi. You see him? Where is it, baby? I don't see it. It's underneath the platform now. Oh, dưới đó hả? Cho chạy lẹ vậy. Yeah. Was like... Con kêu ơi, cá ơi. Ra đây, chơi chơi gặp đi. Where do you see it? You see any other one? Kiếm rồi. Kiếm rồi cá đâu? Baby. I'll be right back. I'm gonna get some crumbs. See if we can. No. You mean you wanna do it now? Yeah, I think it's a good weather too. Có kiếm cá đó. Có cá không? Trời ơi, nay không cột tóc lên nhìn lạ dễ sợ luôn á. Nhìn cô bé này lạ lẫm dễ sợ luôn á. Gì? Đi từ từ. Rồi, vô. Ai á? À, kỳ á hả? Con lại con xây hai kỳ đi. Không mà chắc không được rồi, chuẩn bị mưa rồi nè. Mưa nữa rồi nè. Nghe nè, đi vô, mưa, chuẩn bị mưa nữa rồi. Baby, it's raining. Yeah. Chạy đi vô nè, nó kỳ đi vô luôn nè, mưa nè. Đây, hai đứa nắm tay nhau vô đi con. Trời ơi, coi kìa, coi đứng nè, coi được đài không? Trời ơi, trời ơi, cô duyên dễ sợ luôn á. Trời ơi, cô gái gì mà duyên dáng dễ sợ luôn. Chạy đi, you wanna go fishing? Kìa, ba thả bánh mì xuống cho cá ăn kìa. Đi xuống coi lại coi có cá không. Lẹ lên. Nắm tay mẹ. Đi từ từ. Đi vậy đó. Nắm tay mẹ nè, thương không? Đúng rồi, mẹ dặn là mình đi ở ngoài đường là mình phải nắm tay mẹ nghe chưa. Dạ đi con. Không nắm là té rồi. Rồi đi đây. Đó, ba đang làm gì kìa. Ba thả bánh mì xuống. Ba thả bánh mì xuống cho cá ăn kìa. Đó. Không phải ba thả bánh mì mà ba thả mấy cái bánh của con á chay xuống cho cá ăn á chay. Ba thả mấy chỗ này đâu có. Help Daddy. Bẻ ra. Trời ơi, con nó bắt chiếu nó bẻ kìa. Nó bắt chiếu nó bẻ dụng ra kìa. Ướn ngang bắt thiệt chứ. Bẻ ra con, đúng rồi, bẻ ra giống ba kìa. Crunch it with your fingers. You're not strong enough, right, JD? Yeah, let mommy do help you. Okay. Rồi, thả xuống đi. Con thả xuống đi. Thả xuống cho cá ăn đi. Oops. Thả xuống cho cá ăn đi. Làm gì? Thôi, đừng có nằm xuống nè. Thôi, đừng có lụm. Không, đừng có lụm. Để cho cá ăn mà lụm gì? Trời, nó bỏ miệng ăn luôn. This is fish food. Why are you eating it? Ướn ăn thiệt. Giờ con ăn hay cá ăn? Con ăn luôn à? Không có cá nào ăn hả? Rồi thôi, đi vô đi. Ok, let's go, baby. Đi.
Okay, hold daddy hand, please. Stop, hold daddy hand. Tôi muốn té nó như nó luôn á. Don't be all crazy. Ừ, okay. Remember, look, ew. Look. Yêu đâu? Yêu đâu? Yêu đi ra chỗ khác. She is definitely wild and free. Đi đâu? Đi đâu? Cái ghế nó ướt rồi. Mưa làm ghế ướt rồi, thấy chưa? Lại đây. Trở về. Come here. Về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ luôn có đôi. Về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ không xa rời. Rồi thôi thôi đi vô che. Vô 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 đủ rồi đó, đủ rồi. Rồi bây giờ chào tạm biệt cô chú đây nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Nói sao? Bye bye. Chị đi. Say bye bye. Chị đi. Can you say bye bye please? Thôi là nó chịu thua nó rồi đó.